Ngắm mẫu iPhone 12 với camera sau có máy quét 3D đẹp long lanh. Rất có thể mẫu iPhone này chính là thiết kế cuối cùng của iPhone 12 Pro sẽ ra mắt vào tháng 9 tới. Trang Vetapo mới đây đã giới thiệu mẫu iPhone 12 cho thấy thiết kế flagship của Apple ra mắt tháng 9 tới có thể trông như thế nào. Một trong những tính năng quan trọng của iPhone 12 ra mắt mùa thu này được đồn đoán là cảm biến LiDAR Light Detection and Ranging. LiDAR là máy quét 3D thu nhỏ có nguyên lý hoạt động tương tự camera top nhưng độ chính xác cao hơn. LiDAR, được cho là, sẽ có trên mẫu iPhone cao cấp tiếp theo của Apple, nó cho phép tái tạo lại hình ảnh 3D một cách chính xác nhất. Cải thiện đáng kể các ứng dụng thực tế tăng cường AR. Thông tin về LiDAR dò dỉ từ chuỗi cung ứng Apple từ hơn một năm, cảm biến này, được dự đoán, sẽ trang bị cho iPhone, và iPad mới. Và điều này, đã được xác nhận một phần khi iPad Pro 2020 mới ra mắt với LiDAR nằm trong cụm camera sau, Apple cho biết, máy quét LiDAR trên iPad 2020, khiến nó trở thành thiết bị tốt nhất thế giới hỗ trợ thực tế tăng cường AR. Vì thế, chiếc iPhone 12 Pro với máy quét 3D cũng có thể ra mắt vào mùa thu tới. Mẫu iPhone 12 mà Vetapo đưa ra có màn hình 6,1 inch, lớn hơn so với 5,8 inch của iPhone 11 Pro. Đây có thể chỉ là mong muốn của nhà thiết kế concept này. Vì các đồn đoán cho biết iPhone 12 Pro cũng có màn hình 5,8 inch, trong khi iPhone 12 Pro Max sẽ dùng màn hình 6,7 inch, lớn hơn so với 6,5 inch của iPhone 11 Pro Max. Nhà thiết kế này cũng nhận định iPhone 12 sẽ được trang bị vi xử lý A14 Bionic, RAM 6GB, và cổng kết nối USB-C thay cho cổng Lightning hiện tại. Ngoài ra, những hình ảnh concept cho thấy iPhone 12 có thiết kế cạnh phẳng hơn, và nhiều lựa chọn về màu sắc. Bạn nghĩ gì về tin này hãy để lại bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.